Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Được giới thiệu khách mời bên tay trái của Thanh Tùng, bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả khán giả của Nét Việt TV. Nào có Kim Tuyến chắc chém Thanh Tùng. Bên tay phải Thanh Tùng cơm gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Nhu miệng dày thương nè. Đó. Quý vị, chương trình ngày hôm nay tụi em sẽ có nhiều chủ đề mà đến quý vị lắm. Thí dụ thôi. Thí dụ như mở hóa đơn tiền điện và gas của tháng vừa rồi có phải té xỉu không? Đó. Bây giờ có một số những cái tip nào mình chia sẻ để làm giảm cái bill tiền điện, tiền gas của quý vị. Thì đặc biệt chỉ cho quý vị cách để quý vị ghi danh nhằm có thể có được tấm chi phiếu của chính phủ liên bang hỗ trợ quý vị, tấm chi phiếu để quý vị dùng tiền đó trả tiền điện và gas. Làm sao để ghi danh, điều kiện như thế nào? Rồi, chương trình hôm nay cũng chia sẻ với quý vị thông tin liên quan tới việc là bắt đầu từ tháng 3 sắp tới, tiền food stamp của quý vị sẽ bị cắt. Lý do tại sao bị cắt và bị cắt bao nhiêu tiền? Ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất? Thông tin kế tiếp nữa, quý vị ơi, hiện đây là đợt cuối cùng tiền xăng của tiểu bang Cali gửi ra. Khi nào quý vị sẽ nhận được tiền xăng cuối cùng này? Ai chưa nhận được mình phải làm sao? Đó là thông tin của chương trình ngày hôm nay, quý vị nhớ đón xem. Còn bây giờ, cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Lee gửi quà, Lee gửi tiền lẻ và Lee Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tolley Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Andy Garden chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã và đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Ready Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng, có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway, San Jose, điện thoại 408-387-2037. Rồi! Như vậy, trước khi mà nói chuyện tiền bạc, có thật mới vượt được đạo, có tip gì trong bếp Nam chị Ngân Hà? Ngày hôm nay thì Ngân Hà cũng muốn chia sẻ với quý vị một cái tip nhỏ thôi. Tại vì Ngân Hà thấy là mùng 3 đó mình cũng hay luộc gà, mình cúng này nọ. Thì Ngân Hà muốn chỉ quý vị, khi mình luộc gà mình cúng thì nhớ là đừng có bỏ cái nước gà. Cái nước gà đó mình có thể nấu cháo rất ngon. Còn cái gà đó mình xé nhỏ, mình trộn gỏi. Nó rất nhanh luôn, Ngân Hà nấu nó chỉ trong vòng 10-15 phút thôi là mình có một nồi cháo gà với gỏi gà ăn rất là ngon. Thì Ngân Hà muốn chia sẻ với mọi người cái tip như vậy. Là đầu tiên hết cái nước luộc gà là mình cũng đã có nêm một ít muối và một ít bột nêm ở trong đó rồi. Cho nên mình giống như mình xào sơ cái gạo. Tại vì thường là nhiều người nói thôi đừng rang cái gạo làm chi. Nhưng mà quý vị ơi, rang cái gạo nó rất là thơm. Khi mình nấu nồi cháo nó rất là thơm, bỏ một chút hành tím vào, mình rang cái gạo mà nhiều người nói rang đến chừng nào mới xong. Thì thường hạt gạo là nó màu trắng trong, thì mình rang đến lúc mình thấy nó màu trắng đục là được rồi, ok rồi. Chứ đừng có đạt già rang mà nó già kè luôn, rồi mất công nó cháy, mình ăn cháo mình nghe có cái mùi khê. Cho nên chỉ đến trắng đục là mình đổ cái gạo đó vô trong cái nồi cháo, cái nồi nước đó rồi mình nấu lên. Còn gà Hà có công thức trộn gỏi gà với nước chấm này rất ngon luôn. Ngân Hà muốn chia sẻ với mọi người là
Thường là Hà trộn gỏi gà thì chỉ trộn với hành tây, chứ không có trộn với bắp cải, tại nó hay bị ra nước lắm. Bắp cải hay ra nước lắm, cho nên Ngân Hà chỉ trộn với hành tây, mà hành tây trắng ấy, biết không? Nó có cái độ ngọt với độ giòn nó rất là ngon. Có người sao trộn với hành tím? Một vài cái hành tím thêm cho nó, cho nó dậy mùi. Nhưng đừng nhiều phải không? Đừng nhiều. Dạ. Nhiều quá thì nó bị ác cái mùi thịt gà. Nó. Cho nên hành tây nha, Hà làm ví dụ một con gà là một củ hành tây bự, mình cắt kiểu như cắt cái muối cao ô quý vị, nhưng mà nó nhỏ nhỏ chút. Cắt cái đó xong rồi mình ngâm trong nước đá 15 phút. Để làm chi? Thứ nhất là nó bớt cái mùi hành, thứ hai là cái hành tây nó sẽ rất là giòn. Đó, ngâm trong nước đá 15 phút xong rồi mình vớt ra, mình phải để ráo nha, chứ đừng có để nó ướt vậy rồi mình bỏ vô là sao bị chảy nước. Để thì là ráo. Còn nước mắm để mình trộn với gỏi gà là cứ một muỗng canh nước mắm là một muỗng canh đường và một muỗng rưỡi nha nước chanh, nước cốt chanh hoặc là chanh mình dắt ăn sao, mà một muỗng rưỡi nha mọi người, và 1/4 muối. Cái muỗng cà phê muối nhớ phải có muối nha, tại vì không có muối là nó không đậm đà đâu. Rồi như vậy mình khuấy đều cái hỗn hợp đó ra, rồi gà thì tự mình thôi, mình xé nhỏ hay lớn là tùy mình. Rồi mình trộn, khi mình lấy ra mình cái hỗn hợp đó mình cho một chút xíu tiêu vô để cho nó thơm, rồi mình cho nước chấm vô hành tây trước, mình trộn cái nước chấm, sau đó mình mới bỏ gà vô và mình trộn. Khi mình trộn cái hành tây với gà nó hòa quyện với nhau rồi thì lúc đó mình mới cho mấy cái rau thơm cũng được, rau răm cũng được, nói chung là rau thơm là được hết, mình bỏ vô mình trộn lên một lần nữa và mình trưới cái đậu phộng. Đậu phộng mình giả, đừng có giả nát, giả chặt chặt được rồi cho lên trên và một ít hành phi trên nữa, bảo đảm quý vị có một dĩa gỏi gà rất ngon để mình ăn với cháo gà. Nghe hấp dẫn ha, mà vấn đề là bây giờ cái mua gà đi được chưa? Được rồi. Trời ơi, hồi Tết đi mua thịt gà muốn chết luôn vậy đó, mua gà không có quý vị. Gà nó đang bị cúm gà cái năm vừa rồi á, nó lăn ra chết quá trời, 53 triệu con mà phải đi xả thịt 48 triệu. Là tại vì để tránh nó lây nhiễm cúm gà cho cái đàn gà, thành ra đi kiếm thịt gà khó khăn, trứng gà cũng tăng giá nữa. Trứng gà tăng giá, trứng tăng gấp đôi quá vậy. Trứng gà tăng gấp đôi nên nghe tả thì hấp dẫn, không biết mua gà có không nữa. Có rồi phải không? Có rồi. Okay, rồi. Không, có điều nó không có ngon như là mà có lên giá không vậy? Chị thì không biết, tại gà lúc nào chị cũng mua trước, nghĩa là chị biết là ví dụ như mùng 1, 30 với là mùng 3 là mình phải cúng gà, là chị đã mua sẵn hai con trong đó rồi, cho nên chị không biết là bây giờ nó có lên hay sao, không biết. Chà, chị đang kể chị mua gà của năm ngoái đó. Đúng rồi. Giờ bây giờ không biết giá thịt gà bây giờ nhiêu thì không biết, em bảo đảm với quý vị. Hồi bữa mùng 2 đó, tôi nhớ em đi mua gà để mình cúng luộc cho mùng 3 đó. Thưa quý vị, Thanh Thảo đi mấy chợ luôn, cuối cùng mua được con gà y như con gà tre vậy. Xíu vậy nè quý vị. Đấy cũng vậy đó nè. Đấy là con gà đó mà mình mua, em thì mua chiều mùng 2 để cúng mùng 3. Tại nó hơn cái con gà ác được một chút. Vậy khổ tới như vậy luôn đó. Thảo nói chị Hà hôm bữa chị cho em con gà, chị biết sao em luộc xong em làm đến 2 dĩa gỏi gà luôn. Còn Bân đi mua cái mùng 3 gì á, chị biết về chị biết em luộc nó có chút xíu vậy, chị em một dĩa cũng không đủ nữa. Còn nhiêu đây. Vậy mà phép em báo em phép mét với quý vị đó là dựa vào cái tình hình mà cúm gà, gà chết rồi trứng lên giá, thì cái kỹ nghệ mà kiếm lời trên cái tiền trứng á, có gì trên cái tiền trứng gà đó, cái quý lời á, hồi năm ngoái em thí dụ năm ngoái lời khoảng 1 tỷ mốt, năm nay lời khoảng 22 tỷ, có gì có lời khủng khiếp là nhờ tăng giá như vậy. Giá thịt, giá trứng quá cao luôn. Bây giờ trở qua với Thanh Thảo tiếp gì không Thảo? Thanh Thảo còn ít phút, Thanh Thảo cho Thanh Thảo làm cái tiếp theo với chị Ngân Hà nha. Cái chị Hà nói cái món gỏi gà, cháo gà là cái món mà rất là ngon mà chị Hà đã từng cho Thanh Thảo ăn rồi, rất là ngon. Mà Thanh Thảo có một cái tip này nữa, có thể là cái khẩu vị của Thanh Thảo sẽ hợp với một số quý vị khán giả. Cái tip về cháo đi quý vị. Thanh Thảo nấu cháo thì thường Thanh Thảo sẽ có nửa phần nếp và nửa phần gạo. Thì khi mà ra cái hạt cháo á, Thanh Thảo thấy nó nở đều rất là ngon. Đó là cái tip của Thanh Thảo. Quý vị có thể thử xem coi có phù hợp với cái khẩu vị Thảo hay không. Thảo nấu cháo huyết hay là cháo lòng hay là cháo gà, Thanh Thảo đều dùng cái công thức đó hết. Một gạo, một nếp quý vị rang lên ha. Và bên cạnh đó, một cái tip mà quý vị hạn chế cái việc mà mình
phải nấu cháo lâu á. Thì quý vị khi mà mình bỏ cháo gạo vô cái nồi nước sôi gà đó, quý vị nhớ là phải dùng cái muôi á, mình khuấy trong vòng 5 phút đều hoài để sau đó nó không bị khét. Và khi mà quý vị đã nấu được 10 phút rồi, quý vị tắt lửa đi, mặc dù hạt gạo chưa có nở bung, cứ tắt lửa nhưng đừng đậy nắp. Quý vị mở nắp đó thì đến chiều mà quý vị ăn hơn 2-3 tiếng nữa quý vị ăn, quý vị hâm lại là lúc đó cái nồi cháo mình là vừa luôn. Mình không cần phải nấu cho nó đúng cái độ nở. Đó là cái tip mà Thanh Thảo kinh nghiệm mà Thanh Thảo nấu thôi. Và cái nữa cho Thanh Thảo nói luôn là cái phần mà gỏi gà đó chị Ngân Hà hay làm lắm đó, mà tại chị Hà quên đó quý vị. Nhớ có thật là nhiều những cái lá chanh vào thì chắc chắn là cái món gỏi gà và món cháo gà rất là ngon. Còn gà cũng tắt lá chanh mà, đúng không? Dạ. Rồi, thưa quý vị, sau phút quảng cáo thì em trở lại sẽ có thêm thông tin liên quan tới tiền dành cho quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng cứ gửi lời chào tái ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Ở phần 2 này đầu tiên cho Thanh Tùng hỏi thăm chị Ngân Hà. Tháng Giêng vừa rồi, chị mở hóa đơn tiền điện và gas, cảm giác chị ra sao? Tụt đường luôn à? Tụt đường luôn. Hồi mắc... tháng trước đó là chị đã rối loạn tiền đình rồi, mà tháng vừa rồi là tụt đường luôn. Tức là nó cao bao nhiêu so với những tháng bình thường trước đó? Gấp đôi, gấp ba? Gần như là gấp ba. Nghĩa là người ta nói 100%, 10%, 20% không phải, 200 mấy%, gần như là 300% luôn. Đó nhà chị xài mà máy hít dữ lắm phải không? 24/24. Hèn chí. Tại vì em biết sao, chị hay nổi mề đay lắm, lạnh là chị nổi mề đay. Cái là ông xã chị ổng để hít nghĩa là liên tục cho chị luôn, để cho chị ấm. Nhưng mà mình cứ nghĩ là hít đến một cái độ nào đó mà giống như nó cái điều hòa mà ở trong nhà, ví dụ mình dặn là 73 đi, thì đến lúc đó nó tới 73 nó sẽ ngưng, nó không chạy nữa. Thì chị nghĩ vậy là nó đâu có tốn tiền điện nữa, tới lúc đó nó ngưng rồi. Nhưng phải mọi người ơi, vẫn tốn. Mà nó tốn thì ghê lắm. Gas là một nha, là cái hít nha. Cái thứ hai là nấu ăn. Cái mùa Tết nấu rất là nhiều, toàn là hầm không à, hầm. Mà cái gas đó là nó xài bếp ga mà, cho nên nó rất rất là tốn. Em ơi, chị tụt đường liên tục luôn. Rồi đó, thấy không, đây là một rồi. Bên em sao? Em cảm giác em mở quá đơn tiền điện, tiền gas sao? Không nói lên lời. Phải nói rằng là Thanh Thảo cũng không gấp nhiều lần như chị Ngân Hà, nhưng mà nếu mà nói phần trăm á, so tháng trước á là đã hết hồn rồi. Tháng này hết hồn 30% trên cái tháng trước nữa, có nghĩa là cái độ hết hồn mà hai lần nó tăng theo cấp số nhân. Dạ, nó hết hồn hết lần, hết hồn thêm lần nữa. Còn Thanh Tùng mình là xỉu luôn quý vị. Em xỉu lên xỉu xuống luôn quý vị. Ok, lý do tại sao bây giờ quý vị đặt câu hỏi nha. Là tại sao mà Cali của mình ai nấy dở quá đơn tiền điện và gas của tháng Giêng vừa rồi và những cái tháng trước đó đó, là té xỉu hết trơn. Xỉu xong mở ra nhìn lại cái quá đơn xỉu lần nữa, nó đến độ như vậy tại chuyện gì xảy ra? Ok, tất cả là do cái khí gas tự nhiên. Cái khí gas thiên nhiên á, nó tăng giá. Mà nó không phải chỉ tăng ở Cali, nó tăng trên toàn nước Mỹ, nó tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng trong thời gian vừa qua đó, trong khi cả nước Mỹ giá gas, giá khí gas thiên nhiên á, người ta đã giảm 50% rồi, nhưng ở Bà Nội Cali giá khí gas thiên nhiên vẫn tăng 63%. Tại sao? Đó, bây giờ mới hỏi câu tại sao, không biết tại sao. Có nhiều câu hỏi mà không biết câu trả lời. Bây giờ chỉ đi hỏi ông PG&E. Ok, yeah. Hỏi ông PG&E là cái nơi mà cung cấp điện và gas cho khu vực Bắc Cali, trong đó có San Jose. Thì hỏi thì họ chỉ trả lời đơn giản vậy nào quý vị. Thưa quý vị, tiền gas và tiền điện quý vị sẽ tăng từ tháng 11 của năm 2022 và sẽ tăng dài dài cho đến tháng 3 năm 2023. Lý do đó là gì? Có 3 lý do sau đây là nguyên văn đó, nguyên văn phát công viên của PG&E đó. Lý do thứ nhất, lượng cầu nó tăng. Tức là cái nhu cầu sử dụng khí gas tăng. Lý do thứ nhì, cái lượng cung cấp là khí gas thiên nhiên bị hạn chế, tránh mắc mỏ quá. Và lý do cuối cùng là do thời tiết khắc nghiệt. Là bởi vì mùa đông năm nay nó lạnh hơn so với những năm trước. Quý vị thấy rõ không? Người ta lấy ra đó là nó lạnh hơn 2 độ so với mùa đông của những năm trước. Rồi đã vậy mưa bão dữ dội nữa. Trời càng lạnh, mưa bão càng nhiều thì dân Cali sử dụng máy hít càng nhiều.
Mà quý vị biết khi quý vị sử dụng máy hít thì đó là khi quý vị sử dụng khí ga thiên nhiên để đốt cháy thành cái hơi ấm cho căn nhà của mình. Mà không chỉ là máy hít quý vị. Và chị Ngân Hà mới nói rằng là sao? Người Việt mình thì còn dùng để nấu ăn là gas. Còn một yếu tố nữa, chị Ngân Hà mới nói chữ tắm. Tắm là bởi vì mình dùng nước nóng, mà nước nóng á là do từ cái khí gas đó mình đốt. Mà không chỉ là tắm, chị Ngân Hà, giặt đồ. Những quý vị nào giặt đồ mà sử dụng nước nóng thay vì người ta nước lạnh, quý vị sử dụng nước nóng để giặt đồ, quý vị tắm, thì tất cả những thứ đó là đều sử dụng khí gas thiên nhiên. Mà khí gas sẽ đang tăng giá, nó tăng lên 63% ở Cali. Đó là lý do dẫn đến hóa đơn tiền điện và gas của quý vị nó tăng gấp 3 lần trong tháng giêng vừa qua so với những cái tháng bình thường trong năm. Có nhiều gia đình mở hóa đơn tiền điện, tiền gas của tháng giêng á, nó tăng 385%. Khủng khiếp. Khủng khiếp đó là như vậy. Rồi, nếu như vậy thì bây giờ mình sẽ làm gì? Rất nhiều người hỏi bây giờ tôi phải làm sao? Dạ, quý vị sẽ thất vọng. Quý vị sẽ thất vọng khi nghe giới chức có trách nhiệm họ nói gì. Thay vì họ nói với mình là quý vị yên tâm, tụi tôi sẽ nói với bên PG&E giảm ha, giảm tiền. Không hề. Họ không dám đụng gì tới PG&E hết trơn. Họ chỉ quay lại, họ nói với mình như nào. Bây giờ quý vị vậy nè. Nếu mà quý vị đã biết nguyên nhân mình sử dụng khí gas nhiều nên quá đơn tiền gas của mình nó tăng, thì bây giờ quý vị bớt xài lại. Bớt bằng cách nào? Quý vị, thí dụ như ở nhà đó, vì lý do nào đó mà quý vị cài cái nhiệt độ cao ở trong nhà cho máy hít. Quý vị cài nhiệt độ càng cao, khí gas phải đốt càng nhiều, quý vị tốn tiền càng nhiều. Cho nên nếu mà hiểu như vậy thì sao? Cài cái nhiệt độ đó thấp xuống, cứ thấp xuống 1 độ, quý vị tiết kiệm 2% khí gas sử dụng. Quý vị hiểu đơn giản, thấp xuống 1 độ thôi là 2%. Ví dụ như từ 72 độ, nhiều gia đình mình á, người Việt mình là 72, tại nó lạnh quá, người Việt mà nó quen lạnh thì là 72, trong khi gia đình người Mỹ người ta là 67, trung bình ta để 67 không à? Việt Nam mình là 72, thậm chí gia đình có gia đình thấy 75 nữa. Để càng cao mình tốn tiền càng nhiều, mà cứ bớt 1 độ là mình tiết kiệm 2%. Thí dụ từ 72 quý vị xuống thành 68 đi, quý vị bớt 4 độ xuống như vậy thì mình bớt được 8%. Còn nếu mà từ 72 quý vị xuống 67 luôn, bớt 5 độ thì sao? Mình bớt được 10%. Nhiều gia đình bây giờ nói là tôi xuống 67 rồi đó, mà cái tiền hóa đơn tiền điện và gas hồi tháng giêng vừa rồi vẫn là 480. Cho nên rất nhiều gia đình họ nói cho Thanh Tùng là bây giờ từ 67 tụi tôi sẽ xuống 65. Mà nếu 65 á, thì rõ ràng là căn nhà không có đủ ấm. Đúng rồi. Nếu xuống hầm không đủ. Nhưng để bù lại cái tiền, tại vì nếu mà mình vẫn để 67 thì tiền vẫn còn quá cao, thì sẽ giải quyết bằng cách nào? Hạ xuống 65 để giảm cái tiền thì bắt mấy đứa nhỏ trong nhà mặc thêm áo ấm. Cái khổ là như vậy. Bắt tụi nó mặc thêm áo ấm, mình cũng mặc thêm áo ấm để giảm cái sử dụng tiền điện, tiền gas. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì là điều chỉnh cái nước đun bằng khí gas ở trong nhà, là cái bình lớn mình thấy để hay thường để ngoài garage đó. Thì điều chỉnh cái nước, hiện bây giờ rất nhiều gia đình để 120 độ, mà để 120 độ nó quá cao, nó sẽ đốt rất là nhiều khí gas. Quý vị điều chỉnh nó xuống dưới 100 độ, 100 độ trên dưới 100 độ là vừa. Thì nhờ vậy mà khi quý vị đun nước, ví dụ như trong trường hợp quý vị giặt đồ mà quý vị sử dụng như vậy, thì nó sẽ giảm bớt cái tiền tốn tiền đốt hơn. Còn tiện hơn nữa, giặt đồ bằng nước lạnh trong mùa này, thay vì giặt đồ bằng nước nóng, thì quý vị sẽ tiết kiệm được cái tiền khí gas. Đó là một số điều mà chia sẻ. À, ngoài ra còn nữa, cửa sổ. Cố gắng làm sao cho cửa sổ kính. Có nhiều cửa sổ không có kính. Quý vị sử dụng máy hít mà cửa sổ không kính thì sao? Hơi lạnh nó tràn vô. Thì quý vị cứ máy hít hoài. Trong khi những gia đình mà người ta có cửa sổ mà có lớp, có nhiều lớp á, nó giữ kín, mình chỉ cần mở máy hít trong vòng một khoảng thời gian nào đó thôi, từ đó mình tắt thì mình giữ được hơi ấm trong nhà. Rồi, nhớ mặc thêm nhiều lớp áo dù là ở trong nhà để giữ ấm cho cơ thể mà không lệ thuộc vào cái máy hít ở trong nhà. Đó là một số điều chia sẻ với quý vị. Rồi, còn bây giờ bên cạnh những cái tip mà chia sẻ cho Thanh Tùng nói liền, để cho chị Ngân Hà, cho Thanh Thảo là bớt căng, là PG&E họ hứa cái hóa đơn tiền điện, tiền gas của tháng 2 này sẽ giảm so với tháng giêng. Họ còn nói là giảm một nửa so với tháng giêng.
Và họ hứa cho phải em nói nha quý vị. Em kể của chị nghe thôi. Còn nếu mà nó không có xuống thì là chuyện của họ, của em. Nhưng họ hứa như vậy. Dù họ có xuống một nửa, 600 đồng cái bill tiền điện, tiền gas của nhà Thanh Tùng tháng này nè, cái tháng giêng nè, 600 mà có bớt xuống như nữa khoảng 350. Nó vẫn còn cao hơn rất nhiều so với hồi những cái tháng trước. Okay. Cho nên quý vị ơi, bây giờ như vậy, có một chương trình của chính phủ liên bang, họ đổ tiền giúp cho những ai gia đình có thu nhập thấp. Nếu gia đình quý vị là thu nhập thấp, quý vị đủ điều kiện để được nhận một tấm chi phiếu của liên bang gửi về nhà cho quý vị. Quý vị dùng cái tiền đó để quý vị trả tiền điện, tiền gas trong cái mùa lạnh, hoặc là quý vị trả tiền điện để có cái hơi mát trong mùa nóng. Thì cái tiền đó đó là quý vị đủ điều kiện, quý vị cứ việc tự nhiên ghi danh nha quý vị. Cách ghi danh làm sao, điều kiện thu nhập của quý vị ra sao, Thanh Tùng có sẵn cho quý vị trang web. Đây là trang web của Bộ Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng của tiểu bang Cali. Quý vị truy cập vào trang web này. Trong trang web có giải thích đầy đủ cho quý vị hết. Thu nhập bao nhiêu cho một người một tháng thì đủ điều kiện. Thu nhập bao nhiêu cho hai người, ba người, bốn người, năm người một tháng thì đủ điều kiện. Họ chủ yếu là nhìn vào thu nhập thôi. Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị chẳng những sẽ nhận được tiền từ chính phủ liên bang, mà quý vị còn được giúp đỡ bằng cách là người ta sẽ gửi nhân viên của họ tới tận nhà của mình, thay những cái dụng cụ điện tử trong nhà. Thí dụ thay bóng đèn, những bóng đèn nào mà nó hao điện quá, người ta thay cái loại bóng đèn mà ít hao điện hơn, hiệu quả hơn. Thí dụ như vậy. Hay là những cái bóng đèn mà ở ngoài sân á, thay vì là mình mở công tắc điện lên thì đèn mới sáng, thì họ sẽ thay làm sao mà cho nó tự động. Hãy thấy ánh nắng mặt trời thì tự động đèn nó tắt, mà khi hết ánh nắng mặt trời thì đèn nó mở. Nó tự động như vậy thì nhiều khi các bác mà quên hay quên á, mình sẽ không có lo nữa. Người ta sẽ tới tận nhà sửa cái hệ thống nước mà tắm cho mình nó không quá nóng. Cho nên có nhiều giờ cần thì sao, đón xem phần kế tiếp em giải thích. Nhớ đón xem nha quý vị. Thanh Tùng cứ gọi là chào tái ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 3 của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Chúng tôi sẽ kể quý vị nghe cách làm sao để quý vị ghi danh hưởng được tiền hỗ trợ của chính phủ liên bang để trả tiền hóa đơn điện và gas quá cao trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên trước hết, cho chúng tôi giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Tái chế trứng cấp tại San Jose thật dễ dàng. Chỉ cần làm theo 3 bước đơn giản này. 1. Hãy chắc chắn rằng đó là món đồ có thể tái chế. Nếu quý vị không biết, hãy truy cập sanjoserecycles.org. 2. Hãy chắc chắn rằng món đồ đó sạch sẽ bằng cách đổ bỏ và vét sạch mọi thứ đồ ăn hay chất lỏng khỏi món đồ tái chế. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tái chế. Hãy nhớ rằng, San Jose tái chế sạch, không dính thức ăn, không còn chất lỏng, không vấn đề gì. Tìm hiểu thêm tại sanjoserecycles.org. Center Pharmacy xin cảm ơn quý đồng hương đã tin tưởng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Hiện chúng tôi có rất nhiều bộ COVID test để gửi đến quý đồng hương miễn phí. Chỉ cần gọi cho chúng tôi ở số 408-287-4899. Quý vị sẽ nhận được 4 hộp COVID test mỗi tháng nếu có các loại bảo hiểm Medicare, Medicare, Aetna, US Healthcare và cho người trên 65 tuổi. Center Pharmacy có dược sĩ tận tâm nhiều kinh nghiệm, chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm. Đặc biệt chúng tôi có chích ngừa các loại virus và cúm mà không cần hẹn trước. Center Pharmacy tại 2643 Center Road, Cali 95111, điện thoại 408-287-4899, 408-287-4899. Các câu
hỏi thường gặp về thuốc tiêm ngừa COVID-19. Con tôi có thể đến trường nếu cảm thấy không khỏe sau khi tiêm ngừa hay không? Nếu như trẻ bị sốt, nhức đầu, ớn lạnh hoặc cơ thể bị đau nhức sau khi tiêm ngừa thì nên ở nhà. Nếu cảm thấy đã khỏe hơn trong vòng 48 giờ, trẻ có thể trở lại trường. Nếu trẻ vẫn cảm thấy bệnh kéo dài hơn 48 giờ, hãy giữ trẻ ở nhà và nói chuyện với bác sĩ của cháu. Hãy vào trang sccfivac.org để biết thêm thông tin. Rồi, hồi nãy Thanh Tùng có nói với quý vị đó là những quý vị nào mà đủ điều kiện, gia đình mình mà đủ điều kiện thì quý vị sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ. Còn cái quý vị mà mình ghi danh mà vì lý do nào đó mà mình không có nhận được thì đâu có ai phạt mình đâu. Đúng không? Ủa chị, tại sao mình lại không ghi danh để được hưởng cái chương trình này? Dạ. Mà Thanh Tùng á có nhìn thấy ở trong cái hướng dẫn về thu nhập á quý vị. Nó không đến nổi đâu. Nó mới nổi quá thấp đâu. Quý vị chịu khó lấy cái đường link. Quý vị mở đường link ra có luôn cả cái con số một tháng một người bao nhiêu tiền, hai người bao nhiêu tiền, có được đầy đủ hết trơn luôn. Thì đặc biệt ở cái trang web này họ có một cái ô để làm chi, để quý vị đánh cái tên thành phố nơi quý vị cư ngụ. Ví dụ quý vị ở San Jose thì đánh chữ San Jose, ở Oakland đánh chữ Oakland, ở Fremont đánh chữ Fremont, ở Westminster thì đánh cái tên Westminster. Để làm chi? Để họ chuyển quý vị về cái nơi mà cung cấp tiền cho quý vị ở thành phố đó. Nha quý vị, mình tức là tùy theo thành phố quý vị ở, quý vị đánh tên thành phố thì họ sẽ chuyển mình về ở cái thành phố đó đang có cơ quan đại diện cho liên bang gửi tiền ra. Và xin nhớ rằng cái tiền này không dính dáng gì tới ông nhà đèn PG&E. Đây không phải là tiền của PG&E cho quý vị. Họ không có bao giờ họ tử tế gì hết trơn. Họ chỉ có lên giá mình mà thôi, chứ không có chuyện mà cho tiền gì hết. Cho nên quý vị đừng hiểu lầm. Đây không phải là tiền cho của PG&E, mà đây là tiền của chính phủ liên bang cho quý vị, để quý vị lấy tiền đó quý vị trả cho ông PG&E. Hiểu giùm em như vậy nha. Ai ở thành phố nào đánh tên của mình vô cái ô bên trên cái trang web đó, quý vị sẽ được hướng dẫn. Được chưa? Bây giờ làm sao có đường link? Quý vị nào đang xem TV, quý vị chịu khó lên YouTube gõ chữ Hot Tips với Thanh Tùng ở tuần lễ này. Cái tuần lễ mới nhất này, bên dưới cái YouTube á, bên dưới cái clip, ở cái phần description sẽ có sẵn đường link để quý vị truy cập vào, ghi danh để lấy tiền của liên bang về trả tiền điện. Được không? Nha. Chịu khó lên YouTube giùm em Hot Tips với Thanh Tùng ở tuần lễ này, copy and paste đem về. Rồi. Đó là cho cái vụ tiền. Trời ơi, em khổ ghê. Em nhắc tới vụ tiền này, tới giờ em còn chóng mặt đâu quý vị. Bây giờ qua tới một cái tin không có vui một chút nào hết trơn. Nha quý vị. Đó là tiền food stamp của quý vị sẽ bị cắt bớt. Giảm bớt. Đó, giảm bớt vào tháng 3 sắp tới. Xin nhắc lại, giảm bớt chứ không phải bị cắt 100%. Tức là trước giờ quý vị lãnh tiền sao thì quý vị vẫn lãnh như vậy. Nhưng quý vị nhớ dùm nè. Bắt đầu từ cái tháng 3 của năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lúc đó thì Quốc hội liên bang họ mới họp, họ mới nghĩ ra cái cách để làm sao để tăng cái tiền food stamp của quý vị lên nhiều hơn. Tại vì nhà mình không ai đi làm trơn, đóng cửa cách ly phong tỏa, thất nghiệp, mà những gia đình có lợi tức thấp hưởng chương trình food stamp lại là những gia đình mà gặp khổ sở nhiều nhất. Cho nên chính phủ liên bang họ mới đồng ý, họ mới nhận được tiền của Quốc hội, họ mới tăng cái tiền đi chợ cho quý vị, cho cái food stamp. Nhưng Thanh Tùng phải nhắc lại là food stamp là chữ người Việt mình quen dùng. Còn bây giờ người ta không dùng là food stamp nữa, mà người ta gọi là gì? SNAP. Cái chữ SNAP đó, nè, chữ S, chữ N, chữ E, chữ P phở, SNAP. Bây giờ tôi gọi là SNAP, mà người Việt mình gọi là food stamp. Thì giờ bây giờ Thanh Tùng sẽ cố gắng nói vừa cả hai chữ luôn để cho quý vị dễ nhớ nha. Cái tiền SNAP mà quý vị hưởng hàng tháng, quý vị có đồng ý rằng là kể từ hồi tháng 3 của năm 2020 cho tới hiện tại, mỗi gia đình của mình được tăng. Được tăng bao nhiêu quý vị? Thanh Tùng nhìn thấy trung bình á, mỗi gia đình của mình được tăng á, ở vào khoảng 95 đồng một tháng. Không hề ít. Yeah. Quá có nhiều gia đình còn nhiều hơn nữa, là bởi vì họ sẽ tăng theo tối đa số người trong gia đình của quý vị để dùng tiền đó đi mua thực phẩm. Và cái tiền mà SNAP, tôi gọi là food stamp này nè, nó căn cứ trên gì?
nhiều hay ít là tại sao? Tại sao gia đình của chị Ngân Hà nhận nhiều hơn gia đình của Thanh Tùng? Cùng là những người có thu nhập thấp. Sao bên chị Ngân Hà nhận nhiều hơn là bởi vì là lương, họ căn cứ vào cái lương mà mình lãnh trong gia đình á, cao hay thấp. Nếu cái lương bên gia đình chị Ngân Hà mà thấp, cộng lại nhiều người mà nó thấp, thì cái tiền food stamp đó nó cao. Gia đình Thanh Tùng cũng là thu nhập thấp, nhưng bởi vì cái lương thu nhập nó hơi cao hơn bên chị Ngân Hà một chút, cho nên cái tiền SNAP của Thanh Tùng sao? Nó giảm xuống. Tức là dựa vào thu nhập mà tiền SNAP của quý vị nó nhiều hay ít. Nhưng mà trung bình là 95 đồng cho một tháng. Là những gì chúng ta đang được hưởng. Thêm đó, được hưởng từ 2020 cho đến bây giờ. Tuy nhiên, bây giờ thì vì tình hình Covid-19, mặc dù nó vẫn còn lây nhiễm, mặc dù nó vẫn còn đang gây chết người, 400-500 người chết mỗi ngày hiện nay trên toàn nước Mỹ vì Covid-19. Tức là nó chưa hề hết. Nó không hề hết nha quý vị. Nhưng nó không có trầm trọng như 2 năm trước đây. Cho nên chính phủ liên bang họ xin tiền quốc hội, thì quốc hội nói thôi, dịch không còn trầm trọng nữa, cho tiền gì nữa, cho hoài, lạm phát tăng ao ao. Họ cắt, họ không cho tiền nữa. Thành ra cái tiền chi tiêu của chính phủ liên bang họ không có, họ không có đủ. Chính vì vậy mà bắt buộc họ phải cắt đi, giảm đi cái phần mà họ đã tăng cho quý vị trong 3 năm vừa qua. Tức là bắt đầu từ tháng 3 sắp tới, 95 đồng mà quý vị được hưởng trong 3 năm vừa qua sẽ bị cắt đi. Hoặc là tất cả cái tiền nào quý vị được hưởng thêm nhờ đại dịch Covid-19 á, tất cả sẽ bị cắt đi. Đó, đó là thông tin dành cho quý vị. Và ai là người mà khổ sở vì cái vụ này quý vị? Đó là những người mà có thu nhập thấp, vốn dĩ thu nhập thấp. Bây giờ tình trạng lạm phát gia tăng, giá cả cái gì cũng tăng, trứng mà nó còn tăng thì nói cái gì nó không tăng. Mà bây giờ đó, cái mình 3 năm rồi mình nhờ thêm, có thêm chút tiền đó để đi chợ, mà bây giờ bị cắt cái phần tiền tăng đó, thì cuộc sống sẽ rất là khó khăn cho những quý vị thu nhập thấp là một. Với những ai nữa quý vị? Cho cả những quý vị mà sống nhờ vào cái tiền an sinh xã hội, các cụ, các bác sẽ bị giảm đi cái tiền mà SNAP mà các bác đã được hưởng. Mà đã vậy các bác mà hưởng tiền an sinh xã hội bây giờ khổ lắm chị Ngân Hà và Thanh Thảo. Khổ gì? Mới vừa được tăng 8.7% tiền an sinh xã hội, đúng không? Cái đó là con dao hai lưỡi. Một mặt á, thì đã tăng tiền an sinh xã hội cho các bác. Nhưng mặt khác, vì tiền nó tăng, cho nên ở bên cái nơi mà cung cấp tiền cho cái food stamp cho các bác á, họ nhìn thấy tiền các bác tăng. Mà tiền tăng thì sao? Thì nó giảm cái tiền food stamp của các bác lại. Có đúng vậy không? Đúng rồi. Đó, mà đã vậy bây giờ còn mới cắt luôn cái tiền phụ trội của đại dịch nữa. Cho nên các bác sẽ là những người gặp khó khăn vô cùng luôn. Con xin lỗi, con không biết phải làm sao, nhưng phải thông báo tin này cho các bác biết. Tình hình là như vậy, bắt đầu từ tháng 3 nha các bác. Rồi, sau ít phút quảng cáo, tụi em sẽ trở lại mang đến quý vị thêm thông tin liên quan đến đợt tiền cuối cùng đổ xăng của Kali đã gửi ra. Vậy thì nếu chưa nhận tiền phải làm gì? Nhớ đón xem nha quý vị. Chào mừng quý vị đến phần cuối của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Chương trình ở phần cuối này là chia sẻ với quý vị tiền đợt cuối cùng, tức là tiền mà tiền xăng á, đổ xăng của Kali. Đây là đợt cuối cùng, bắt đầu gửi ra từ ngày 30 tháng Giêng 2023 và sẽ gửi dài cho tới ngày 14 tháng 2 2023, tức là đúng cái ngày lễ tình yêu, lễ Valentine. Đợt này ai là những người sẽ được nhận? Đợt này là dành cho những quý vị nào sau khi khai thuế 2020 xong, quý vị đổi địa chỉ nhà của quý vị, thì sẽ là những người cuối cùng để nhận được tiền. Ok, sau khi quý vị nghe thông tin của Thanh Tùng xong, quý vị nói, ủa, nếu như nói gửi từ hôm 30 tháng Giêng mà hôm nay á, cái cuối tuần lễ này đó là mình đã 4 năm tây tháng 2 rồi, mà sao tôi vẫn chưa nhận được? Thì đây câu trả lời là sẽ mất, có thể nha, mất thời gian lên tới 2 tuần lễ kể từ khi bắt đầu gửi cái thẻ ra cho tới khi quý vị nhận được ngay tại thùng thư trong nhà của mình. Có thể mất tới 2 tuần lễ mới nhận được. Thành ra nếu tính cái mốc từ ngày đầu tiên mà gửi ra 30 tây tháng Giêng, quý vị cộng 14 ngày thì có phải rằng là quý vị sẽ nhận được tiền ở vào khoảng trước hoặc là ngay Valentine không? Đúng không? Ok, đó là chưa kể họ đã có phải gửi một lúc, dạ, họ rồi. Gửi theo nhiều đợt, một tuần họ gửi một đợt,
chứ phải mỗi ngày nha. Mỗi tuần họ gửi một đợt. Thành ra sẽ có người nhận trước, có người nhận sau. Đó là cho đợt cuối cùng của lần này. Rồi, bây giờ cái quan trọng câu hỏi mà Thanh Thảo, chị Ngân Hà vẫn thường được hỏi quá trời, mình nói rất nhiều lần ha. Dạ đúng rồi. Và con vẫn hỏi em sao vậy? Dạ vẫn hỏi, vẫn gọi. À, có nhiều vị khán giả mà gọi, sao kỳ quá vậy chị ơi, nhà tôi lạnh hết rồi, bạn bè lạnh hết, gần xa lạnh hết rồi, mà ở chung nhà cùng zip code mà tại sao tôi cũng không có. Thanh Thảo cũng chỉ nhờ anh là xem lại. Tại thực sự Thanh Thảo đôi khi Thanh Thảo phải trả lời quý vị trong lúc mà Thanh Thảo lái xe. Cho nên Thanh Thảo cũng hay nhờ quý vị là giúp cho em coi lại cái hot tip đi, sẽ thấy được là mình cần làm cái gì cho mình. Thì nhưng mà thật sự mà nói, có nhiều vị khán giả vẫn nói là tôi coi tôi không hiểu gì hết, nó cũng không biết sao. Ý chết, em nói tiếng Việt mà. Ủa em nói tiếng Việt mà quý vị, nãy giờ em nói tiếng Việt mà em đâu có nói tiếng Miên. Ủa mà sao không hiểu là sao? Còn có một cái cô vừa nói nè, thì sẵn cô làm ở đó cô dễ mà, cô kiểm tra giùm tôi. Thì lúc đó Thảo nói dạ không, tụi con là truyền thông chứ tụi con không phải là làm ở trong sở thuế, tụi con phải làm ở trong sở xã hội mà tụi con làm được chuyện đó. Thì cũng có vài cô ô vậy hả, cảm ơn cô nha. Nhưng cũng có một số vị thưa quý vị là hoàn toàn không xem chương trình, hoàn toàn không nghe radio, hoàn toàn không có nghe tivi, xem tivi. Quý vị hỏi anh Thảo thì đôi khi quý vị trách á, cũng tội nghiệp dữ lắm, tại vì quý vị không biết tôi Thảo là ai hết, đang nói chuyện với cô Thanh Thảo mà cũng không biết cô Thanh Thảo này là tôi thấy trên tivi, tại tôi có coi đâu. Hỏi thăm về chú Thanh Tùng mà cũng không biết Thanh Tùng làm, chứ không có nghe rệ đài Thanh Tùng. Cho nên đôi khi quý vị cứ nghĩ rằng tụi Thảo là nhận một cái tiền, nhận cái job của chính phủ để làm cái việc này, thì chắc là cái chuyện này Thảo cũng nói nhiều lần, cũng không muốn nhắc lại. Tụi Thảo chỉ là đưa thông tin và giúp đồng hương thôi. Dạ quý vị, Thanh Thảo nói đúng đó. Bây giờ thì Thanh Tùng mới chịu cái cách giải thích nè. Chứ ai mà có xem TV hot news hay là hot tip với Thanh Tùng á, hay quý vị nào có nghe chương trình radio với Thanh Tùng, Thanh Sơn á, mỗi ngày 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều 1500 ở San Jose đó, bảo đảm với quý vị nghe là hiểu. Bảo đảm với quý vị luôn, bởi vì tụi em giải thích thứ nhất là bằng tiếng Việt, và thứ nhì giải thích rất rõ ràng, giải thích rất dễ hiểu. Và đó là điều mà đại đa số quý khán giả, thính giả đồng ý và công nhận. Chỉ những quý vị nào không chịu xem chương trình, có gì không chịu xem chương trình, mặc dù tụi em có post lại trên YouTube, tối về mình mở YouTube ra mình coi lại, nó dễ trong khi có thể ba ngày mình bận, tối về mình mở ra mình coi lại, thì cái nào nó liên quan tới quyền lợi của mình thì mình phải coi chứ. Đúng rồi. Chứ đâu có ai bắt mình phải coi, tại vì mình muốn có quyền lợi thì mình phải coi nó giải thích làm sao. Lẽ ra đó, cái chuyện mà đi hỏi thăm về quyền lợi là việc của quý vị. Quý vị không nhận được tiền, quý vị phải đi tìm cái nơi nào họ giải thích cho quý vị, mà dĩ nhiên họ giải thích bằng tiếng Anh. Còn đằng này đã có ba đứa tụi em quá dễ thương luôn, đi tìm thông tin về, dịch ra, giải thích bằng tiếng Việt cho quý vị. Giải thích xong còn xí soạn nữa là giúp cái đường link để cho quý vị ghi danh nữa, là làm hơn cái nhiệm vụ truyền thông của tụi em luôn rồi. Đúng không? Vậy những quý vị nào ta có xem tivi người ta biết hết trơn. Đại đa số là có xem tivi biết hết trơn à. Dạ, cho Thanh Thảo vài giây Thanh Thảo cho một cái tip để quý vị có thể dễ dàng nè. Quý vị chỉ cần đánh hot tip với Thanh Tùng và cái điều mà quý vị thắc mắc, thí dụ như thắc mắc về tiền xăng, quý vị hot tip với Thanh Tùng tiền xăng chắc chắn sẽ ra cái link. Tại khi mà tụi Thảo post cái link YouTube lên, lúc nào cũng có một cái tựa đề để quý vị dễ hiểu. Thì khi mà hot tip với Thanh Tùng tiền xăng là quý vị sẽ thấy những cái giải thích về tiền xăng, hoặc là tiền Snap giảm đi, quý vị sẽ có. Thì đó là hot tip với Thanh Tùng về tiền điện. Giá tiền điện. Trả tiền điện. Đó, bill tiền điện chẳng hạn. Đó. Housing chẳng hạn. Thì quý vị sẽ dễ tìm lắm. Đó là một cái tip mà Thanh Thảo cái từ để mình đánh mình tìm ra. Từ khóa nó. Chỉ cần vậy thôi, biết không? Bây giờ ai mà không biết YouTube đúng không? Thành ra đó là cách rất là đơn giản, đây là hot tip Thanh Tùng thiệt chia sẻ về cách đơn giản quý vị tìm thông tin. Chỉ có điều á là tụi em biết là có nhiều quý vị không chịu xem. Không chịu xem đài, không chịu nghe radio. Đó. Rồi nghe ai đó kể lại là muốn biết tiền của mình đang ở đâu, muốn biết là tại sao mình chưa nhận được tiền xăng. Gọi mấy đứa này đi, gọi con Thanh Thảo, gọi thằng Thanh Tùng số này nè, tụi nó sẽ tìm tiền ra cho. Thì cái lỗi đó, cái lỗi là ở đâu có gì? Ở cái người kể chuyện. Đúng rồi. Ở cái người kể chuyện á, kể chuyện không có đúng. Có gì giúp giùm, khi có gì kể lại, có gì có coi tivi, có gì muốn giúp giùm ai đó vậy đó. Ê, ở trên đài Net Việt TV có nghe Ngân Hà, Thanh Thảo, Thanh Tùng
nó có giải thích về cái tiền của bà chưa có đó. Bà đi vô coi cái chương trình của tụi nó đi, nghe tụi nó giải thích bà sẽ yên tâm hơn. Đó, nếu có gì thương tụi em, có gì kể lại như vậy, giúp giùm tụi em. Bà vô bà coi giùm cái chương trình đó đi. Chương trình tụi nó chiếu trên TV, Netflix TV, thứ bảy hàng tuần. Chiếu lúc mấy giờ? Thứ bảy và chủ nhật. 7 giờ tối. Dạ, đó, 16.6. Còn thôi lên YouTube gõ Hot Tip với Thanh Tùng hàng tuần có giải thích, hay Hot News với Thanh Tùng mỗi ngày có giải thích. Có gì giúp giùm tụi em, là đây là đài truyền hình tư nhân. Tụi em cố gắng hết sức mang thông tin cho bà con mình. Tụi em không có dính dáng gì tới các cơ quan của chính phủ hết. Tụi em không ăn cắt bạc nào của sở thuế tiểu bang Cali trong việc gửi tiền ra. Tụi em không ăn cắt bạc nào của sở an sinh xã hội trong việc loan báo quyền lợi của quý vị. Tụi em đang làm nhiệm vụ của truyền thông. Và hơn thế nữa, tụi em đang giúp cho quý vị có thêm những cái đường link. Thay vì người ta loan tin là đủ rồi. Đúng không rồi. Tụi em còn giúp quý vị loan báo. Cái đường link làm sao có đường link. Thì đó là tại sao tụi em làm như vậy. Bởi tụi em nghĩ rằng tụi em là con, là cháu của các bác, các cô trong cộng đồng của mình. Tụi em cố gắng giúp thêm tới đó. Thành ra nếu quý vị thương, thì thứ nhất xem giùm TV giùm cho tụi em. Tại vì nếu không ai xem TV thì tụi em sẽ không có quảng cáo. Mà nếu mà tụi em không có quảng cáo, tụi em sẽ không có cơ hội, có điều kiện để tiếp tục ngồi đây mang thông tin tới cho quý vị. Dạ. Cho các cô chú, anh chị và các bạn. Nên tụi em rất cần quý vị xem TV và xem các chương trình bỏ lên trên YouTube. Không có quý vị xem, tụi em sẽ không còn cơ hội để ngồi đây mang thông tin cho quý vị nữa. Nếu quý vị đồng ý rằng là ba cái đứa này nè, tụi nó rất có ích cho mình, từ thiếp vô nhà bếp mỗi tuần, cho tới thông tin về tiền bạc, housing, cho tới việc mà ghi danh để lấy tiền về trả tiền điện, cho tới việc lấy cái website đó về, mình ghi danh để mình được hỗ trợ tiền để thuê nhà. Tức là ba cái gương mặt này nếu quý vị thương, quý vị giúp giùm, xem giùm cho tụi em mỗi tuần, xem mỗi ngày, giới thiệu cho nhiều người cùng xem, thì đó là cách mà tôi biết ơn vô cùng luôn. Còn nếu không xem gì cả, không nghe gì cả, rồi chỉ cần nghe ai đó kể, cứ gọi Thanh Thảo, Thanh Tùng á, gọi đó đi, tôi trả lời cho tiền bà đang ở đâu. Dạ, nếu có gì kể vậy là sai. Tụi em làm sao mà biết được tiền của chị đang ở đâu? Tụi em chỉ có thể kể của chị nghe là ai đã nhận tiền rồi, ai chưa nhận tiền thì nên làm gì. Giờ tụi em thường hướng dẫn nên làm gì, để số điện thoại nào quý vị, trang web nào quý vị, tụi em hướng dẫn như vậy. Thành ra với những quý vị nào không xem đài, không nghe radio mà gọi điện thoại, những tụi em nhận được những cú điện thoại mà em thì cho quý vị nghe xong không biết nên khóc hay nên cười luôn á. Tại vì tụi em đã kể rất nhiều lần rồi mà có nhiều quý vị không chịu xem, rồi quý vị gọi điện thoại cho tụi em, quý vị hỏi những câu như sau: bữa không có coi TV, giờ kể tôi nghe coi, kể lại tôi nghe coi, bữa nói gì vậy, kể nghe coi nè. Quý vị nghĩ coi, nó có công bằng cho những quý vị đã xem TV không? Người ta xem TV thì biết thông tin, còn mình không xem TV, mình gọi mình biểu kể coi nè, nó không có công bằng. Không công bằng. Và cho em trả lời luôn, sẽ không bao giờ có chuyện kể như vậy nha quý vị. Tụi em không có thời gian và không có bổn phận phải kể lại cho từng người những câu chuyện mà tụi em đã nói trên TV. Cho nên với cú điện thoại đó, tụi em xin phép, tụi em xin phép là tụi em sẽ hướng dẫn quý vị đi vô trong YouTube. Dạ, vậy thôi. Dạ. Chứ không có cách nào khác. Thành ra quý vị ơi, thương tụi em, quý vị muốn có những thông tin phúc lợi cho quý vị như chương trình này, thương tụi em xem TV thường xuyên, hoặc là xem trên YouTube thường xuyên, nghe radio thường xuyên giùm cho tụi em. Chỉ cần quý vị thương, quý vị nghe thôi là quý vị đã giúp cho tụi em nhiều lắm. Còn không nghe, không xem mà vẫn đòi quyền lợi thì tụi em không biết phải nói làm sao luôn. Không biết phải nói làm sao với quý vị luôn. Còn không xem nữa, quý vị nhất quyết quý vị không xem TV thì sẽ không có cái chương trình này, và quý vị sẽ không ai kể quý vị nghe quyền lợi quý vị cả. Có qua, có lại, được không quý vị? Rồi, ai cần đường link của sở thuế tiểu bang Cali, truy cập vào đó để hỏi xem tiền của tôi đang ở đâu, thì cũng xem ở bên dưới cái clip Hot Tip với Thanh Tùng ngày hôm nay nha quý vị. Sẽ có cái đường link của sở thuế tiểu bang Cali, quý vị truy cập vào, có số điện thoại để quý vị gọi, có chat cho quý vị, có website cho quý vị trong đó. Ha, được chưa? Giúp tới đây thôi đó.
Giúp tiền thôi đó nha. Hỏi thêm nữa là em trốn à. Rồi, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại vào tuần tới chị Ngân Hà. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thân Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Rồi, ba chị em có tụi em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.